không nên quan hệ với nhiều người trong những cái thời điểm gần nhau. Tại vì sao? Tại vì là này, có cái việc này nó sẽ có nguy cơ làm cho nhiễm trùng, làm cho bệnh từ người này lây cho người khác. Chào các bạn, lại là bác sĩ Cường đây. Bác sĩ Cường hôm nay lại gặp lại các bạn với một câu hỏi thú vị của bạn Nam. Bạn Nam có câu hỏi như sau. Thứ nhất là: bác sĩ ơi, những lần giận người yêu thì em đều có tình một đêm với một bạn nữ khác. Em đều có sử dụng biện pháp an toàn và rửa sạch sẽ sau mỗi lần mặn nồng. Nhưng dạo gần đây em lại bị đau buốt khi đi tiểu, hơi sưng ở phần dưới. Em rất sợ nếu chẳng may có bệnh lại lây cho người yêu em. Bác sĩ cho em lời khuyên với ạ. Bạn có biết không là này là một trong những yếu tố mà được khuyến cáo không nên quan hệ với nhiều người trong những cái thời điểm gần nhau. Tại vì sao? Tại vì là này, có cái việc này nó sẽ có nguy cơ làm cho nhiễm trùng, làm cho bệnh từ người này lây cho người khác. Bạn có thể nói rằng là bạn đã có sử dụng bao cao su rửa sạch sẽ, thế nhưng mà có những bệnh mà có bao cao su vẫn có thể gây, ví dụ như là này là lậu, mặc dù là đeo bao cao su vẫn có thể bị lậu. Sùi màu gà, đeo bao cao su vẫn có thể sùi màu gà. Mọi người hay nghĩ là tại sao lậu đeo bao cao su vẫn bị? Đây vì này, hầu như là các bạn mà chỉ để ý là này, đeo bao cao su khi mà sắp xuất tinh thôi, chứ còn các bạn không để ý việc là này, đáng ra hướng dẫn của bao cao su là đeo bao cao su ngay từ khi bắt đầu đưa vào âm đạo. Ngoài ra lậu thì nó không phải chỉ có âm đạo, lậu có thể ở miệng, lậu có thể dính ở tay, ở chân. Vì thế có một số người mà người ta bị nhiễm lậu, bạn nữ bị nhiễm lậu thì có thể bị lậu họng, và nếu mà chúng ta oral sex chẳng hạn thì chắc chắn là này là lậu, các bạn sẽ bị lây bệnh lậu ngay. Hoặc là một số bạn thì bị sùi màu gà. Mình đã từng gặp một bạn nam đến gặp mình là này bị sùi màu gà, nhưng mà sùi màu gà không phải là ở quy đầu, không phải ở thân dương vật, mà sùi màu gà ở gốc dương vật. Cái việc mà sùi màu gà ở gốc dương vật ý, thì ở đây thì Ivan nó gọi là sùi màu gà ở thể mà này có đeo bao cao su. Tại vì cái gốc dương vật là cái vùng mà này là bao cao su nó không thể nào che được, dẫn đến tình trạng là này là cái vùng nào không tiếp xúc với bao cao su thì nó sẽ bị sùi màu gà, và bạn hoàn toàn có thể lây cái sùi màu gà đấy cho bạn gái mình. Và mình khuyên bạn là này là bạn không nên có một cái thói quen như vậy. Cái thói quen này thì nguy hiểm không phải chỉ có bạn đâu, mà còn nguy hiểm cho cả người yêu của bạn nữa. Khi mà nhắn tin hỏi bác sĩ thì cũng mong muốn luôn là này là bác sĩ ơi, cho em cái đơn thuốc để em tự đi điều trị. Thật sự mà nói với các bạn ấy là này là vốn là cùng một triệu chứng thì có rất nhiều loại bệnh khác nhau, và mình nghĩ nhiều đến khả năng là bệnh lậu, nhưng cũng có thể chỉ là viêm niệu đạo, và mỗi cái loại vi khuẩn khác nhau thì nó lại có một cái loại thuốc điều trị khác nhau. Và vì thế nên là này là chắc chắn bạn phải đến bệnh viện khám để kiểm tra xem là này cái nguyên nhân các cái triệu chứng đấy của mình thực sự nó là bệnh gì và dùng loại thuốc gì thì là phù hợp. Và một cái lời khuyên nữa là này là nếu bạn đã có những triệu chứng đấy rồi thì bạn đi khám về để xem bác sĩ chẩn đoán là bệnh gì. Và sau khi đi khám chẩn đoán gì, nếu bác sĩ chẩn đoán là này là bị lậu, bị sùi màu gà hoặc là các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì chắc chắn là bạn sẽ phải báo với người yêu và để người yêu đi khám. Tại vì nếu bạn không báo với người yêu thì lần sau khi sẽ làm cho bệnh của người yêu bạn nặng lên, và chính cái bệnh của người yêu bạn nặng lên sẽ lại lây ngược lại bệnh cho bạn nếu mà bạn đã điều trị khỏi và điều trị hết rồi. Có một số bệnh thì biểu hiện của nữ giới có khi nó ở giai đoạn rất là kín đáo. Ví dụ như là sùi màu gà, một số bạn nữ giới thì ví dụ như bạn để cái lông nó mọc dài, nó mọc nhiều ấy, là gần như là có khi đợi đến lúc mà bạn phát hiện ra cái nốt sùi màu gà nó phải to lắm rồi thì các bạn mới phát hiện ra. Hoặc là này là cái sùi màu gà nó nằm trong âm đạo, ở trong lỗ âm đạo thì đâu các bạn đâu phát hiện ra đâu, chỉ có bác sĩ đặt mổ vịt khám thì mới nhìn thấy sùi màu gà âm đạo thôi, chứ còn nếu mà không đặt mổ vịt khám làm sao biết sùi màu gà âm đạo. Và vì thế nên là bạn điều trị cho khỏi cho bạn xong người yêu bạn hai người lại lây chéo lại vào nhau, và chính cái này làm cho cái quá trình điều trị nó sẽ lâu và mất thời gian nhiều hơn, và cũng lại nguy hiểm cho sức khỏe của cả hai bạn hơn. Một số bạn thì nói rằng là này là khi mà tôi quan hệ với ai ấy, thì tôi thường có thể là này là có làm xét nghiệm rồi, hoặc là này là các bạn đấy là cái người mà sạch sẽ, nhân thân tốt, hay là không có nguy cơ, chưa ít có nguy cơ về việc là nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thực ra các bạn có biết không, là này vốn là cái việc đấy thì nó không phải là yếu tố đảm bảo 100% cho bạn về việc là này liệu bạn có mắc các bệnh viêm nhiễm lây qua truyền tình dục hay không. Các bạn có biết không, là này ngay cả HIV là cái bệnh mà nguy hiểm nhất ấy, thì trong thời kỳ cửa sổ 6 tháng ấy nó không có bệnh, người ta nó không hề có cái biểu hiện triệu chứng gì cả. Vì thế nên là nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta quan hệ với những cái người mà người ta
chúng ta không biết rõ hoặc là chúng ta không có cái thời gian theo dõi kỹ càng chẳng hạn, thì cái nguy cơ mắc bệnh của bạn sẽ ở cao hơn. Nguy cơ mắc bệnh cao nghĩa là này, là có thể bạn quan hệ với 100 người chả làm sao cả, nhưng quan hệ với một người 101 và cái người đấy bạn nghĩ là này à an toàn lắm, thì có chính cái người đấy lại làm cho bạn bị mắc bệnh. Vì thế nên là rõ ràng là chúng ta không có cái khái niệm rằng là chắc chắn bị hay không, mà chỉ có khái niệm là bị nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp mà thôi. Bạn quan hệ với một bạn tình thì nguy cơ thấp, nhưng bạn quan hệ với nhiều bạn tình thì nguy cơ cao. Chưa kể là này là với những người bạn quan hệ cũng có tư duy như bạn chẳng hạn. Thì rõ ràng là này là đấy là cái làm tăng cái yếu tố nguy cơ lên, tỷ lệ nguy cơ nó sẽ cao hơn.